Có vẻ như có gì ở trên bánh mì nè. Không biết là cái gì ta? À ha, thú vị thật đấy. Thế các bạn có muốn nhìn không? Lại đây, nhìn đi. Thắc mắc chúng là gì à? Đây là vi sinh vật đấy. Thế có muốn học thêm về chúng không? Tiến vào nào. Có một vài sinh vật sống mà chúng ta không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường được, và chỉ thấy được bằng kính hiển vi mà thôi, bởi vì chúng rất là nhỏ. Những sinh vật này được gọi là vi sinh vật hoặc là vi khuẩn. Có 5 loại vi sinh vật sống lần lượt là nấm, vi khuẩn, virus, tảo và động vật nguyên sinh. Hầu hết các loại nấm ăn qua các sợi siêu nhỏ gọi là sợi nấm. Những sợi này đào sâu vào nguồn thức ăn và thải ra chất hóa học để phân giải thức ăn. Rồi nấm tiêu hóa nó và dùng nó làm chất dinh dưỡng nấm ăn động vật chết, phân chim, phân bón, trái cây. Chúng ăn hầu hết mọi thứ đã từng sống. Vi khuẩn là sinh vật đơn bào, hình cầu, xoắn ốc hoặc là hình que. Chúng dài khoảng vài micromet. Các bạn sẽ bất ngờ khi biết có nhiều vi khuẩn ở trong miệng của bạn hơn là số người ở trên toàn thế giới đấy. Vi khuẩn có thể tìm thấy ở mọi nơi. Chúng ở trong không khí, đất, nước, trong cây cối và động vật, bao gồm cả các bạn và tôi. Virus là các vi sinh vật đơn bào. Chúng chỉ có thể tồn tại bên trong các tế bào của sinh vật sống khác. Một khi chúng vào cơ thể sinh vật sống, chúng sinh sôi và gây ra các căn bệnh như viêm khớp, thủy đậu, sởi, vân vân. Virus được cho là nhỏ đến mức 50 triệu trong số chúng có thể nằm gọn trên đầu của một chiếc ghim. Tảo là sinh vật được tìm thấy ở trên khắp thế giới. Chúng rất quan trọng vì chúng tạo ra nhiều oxy của trái đất. Có khoảng 27.000 loài hoặc loại tảo khác nhau ở trên toàn thế giới của chúng ta. Từ protozoa có nghĩa là động vật nhỏ. Điều này là do các động vật nguyên sinh săn bắt và thu thập các vi khuẩn khác làm thức ăn. Và do đó, hành động như động vật bé, động vật nguyên sinh thường ăn vi khuẩn, nhưng chúng cũng ăn các động vật nguyên sinh khác nữa và các vật chất hữu cơ khác. Thêm kiến thức đây. Một vài khu vực ở Ấn Độ Dương phát sáng vào ban đêm. Ánh sáng được gây ra bởi tảo biển nhỏ, tảo đơn bào hai roi. Vết cắn của con người là một trong những vết cắn động vật nguy hiểm nhất trên thế giới, do vi khuẩn tồn tại ở trong miệng. Đến lúc ta đặt pizza và ăn cho no bụng rồi, dù gì thì lát bánh mì bị nấm ăn mất rồi. Hơ, đã tới lúc tạm biệt rồi đây. Nhớ đón xem vào lần sau để biết thêm nhiều điều thú vị nhé.